Em nhớ là vào lúc đó thì Cẩm Ly vẫn còn đang hát nhạc trẻ, Thì đúng vẫn rồi. còn rất là nhảy sập sình lắm, phố hoa, rồi em còn nhớ rất là nhiều ca khúc mà lúc đó là có cả vũ đạo cơ. Trước khi mà chị chuyển qua cái dòng nhạc dân ca này, Xin đính chính là không hề chuyển, không bỏ nhạc trẻ, có nghĩa là Ly dùng gọi là một thêm một nhánh rẽ nữa. Mình đi bình trình diễn hiện thời bây giờ vẫn không thể nào hát một dòng nhạc được mà phải ba mới đáp ứng khán giả, vẫn là trẻ dân ca, ví dụ Phòng Trà và Trữ Tình thế nhạc trẻ bây giờ vẫn còn nhảy giống như ngày xưa không ạ? nhún nhún tí Nhún nhún tí xíu. xíu đúng không ạ?